Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 7 giờ 45 phút tối ngày thứ bảy. Chúc quý vị và các bạn có một cái buổi tối vui vẻ. Và đây vẫn đang ở chuỗi cái clip về định giá cổ phiếu, thì tối nay tôi cung cấp thêm một cái bộ thông số tôi nghĩ là cũng sẽ nhiều người muốn biết về nó. Đấy là cổ phiếu của tập đoàn Vingroup, mã VIC. Giá cổ phiếu hiện tại là 94.500 đồng. Và chúng ta theo dõi cái lợi nhuận sau thuế thì chúng ta thấy là nó vẫn tăng có giảm, nhưng nó vẫn ở cái mức cao. Tuy nhiên ấy, là chúng ta phải hiểu như thế nào với cái mức này, nó có đạt được cái mức kỳ vọng hay không. Đấy, thì chúng ta đánh các bạn tự đánh giá. Đấy, chúng ta chỉ thấy rằng thứ nhất là cái nợ ấy thì nó chuyển từ nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn. Cái tổng nợ của nó gần như là không đổi đâu, nó giảm một chút đấy, nó giảm có giảm một chút nhá. Đấy, chúng ta nhìn vào cái đòn bẩy này thì cái đòn bẩy này nó giảm, lý do đòn bẩy nó giảm ấy là vì vốn chủ sở hữu nó tăng nhá, vốn chủ sở hữu nó có tăng ấy và tăng khá mạnh ở cái giai đoạn này. Đấy, vốn chủ sở hữu nó có tăng nhá. Nên cái đòn bẩy nó giảm nhưng cái nợ nó không giảm đâu. Cái tổng nợ nó vẫn vẫn như thế thôi. Và nợ, cả nợ ngắn hạn của nó và nợ dài hạn của nó đều rất lớn. Nợ ngắn hạn là 148.238 tỷ. Còn nợ dài hạn là 121.067 tỷ. Đấy, những con số cực kỳ lớn. Cực kỳ lớn nhá. Đấy, những con số mà tôi nghĩ là cực kỳ lớn đối với thằng Vin. Và nhìn vào cái dòng tiền hoạt động kinh doanh thì chúng ta thấy này, có quý thì dương, có quý thì âm, có quý thì dương, có quý thì âm. Đấy, nhưng cơ bản là tổng của nó là đang âm. Đấy, dòng tiền âm nhưng nó vẫn ra được cái lợi nhuận này. Đấy, chúng ta thấy nó cái hoạt động đầu tư ấy thì đấy, nó vác tiền thì đầu tư nhiều ở cái giai đoạn này, và nó có thành quả được một chút ở cái đấy, cái quý vừa rồi đấy là có một chút thành quả. Có lẽ là do bán xe VinFast hay là cái gì đấy thì không biết, các bạn xem kỹ ở trong báo cáo tài chính. Hoạt động tài chính ấy thì chúng ta thấy là nó chủ yếu là đi vay tiền. Vay tiền có cái quý này là nó đem nó trả được nhưng ngay sau đó nó vay luôn, thì gần như cái kiểu là vay bù đắp ấy, đến cái chỗ này là đến cái hạn bắt buộc phải trả thì là nó phải vay, nó trả sau đó nó lại vay lại, mà cái cục vay lại này nó to hơn đấy, hai cục. Về cái khả năng thanh toán thì nó vẫn đang tốt, nó vẫn đang nằm trong cái tầm quyền kiểm soát thôi, chứ không không thực sự gọi là tốt. Nó không mạnh, nó không mạnh đấy, nó không mạnh, ngay cả cái tài chính của nó mạnh như thế nhưng nó không mạnh. Còn cái biên lợi nhuận của nó thì không cao đâu, ROA ROE của nó rất là thấp, nhưng cái tỷ suất lợi nhuận gộp ấy thì nó lại khá là cao. Còn cái lợi nhuận trên doanh thu ấy thì nó rất là bé, nó rất là bé. Tất nhiên là cái công ty lớn này ấy thì cái lợi nhuận bé này nó cũng ra một số tiền khủng đấy. Và một cái chú ý nữa ấy là các cái vòng quay của nó những năm gần đây là rất là chậm đấy, rất là chậm. Có nghĩa là cái giai đoạn này này nó không phải là giai đoạn khai thác, nó là giai đoạn đầu tư đấy. Nó mới bắt đầu có vẻ là khai thác cái vốn lưu động của nó, bây giờ mới bắt đầu quay này, năm ngoái nó là âm đấy, các bạn hình dung thế. Đấy là những cái điểm mà chúng ta lưu ý. Đấy, cái hiệu suất sử dụng vốn của nó rất là thấp, hiệu suất sử dụng vốn cố định đấy, bởi vì cái tài sản cố định của nó lớn nên cái hiệu suất sử dụng nó thấp là bình thường thôi. Rồi hiệu suất sử dụng tài sản cố định này, đấy, nó cũng không cao đâu, nó thấp. Mà cái này mà dưới một là nguy hiểm nhá, nếu dưới một là không tốt đâu. Đấy, các bạn hình dung này. Còn đấy, nợ của nó là lớn, nợ của nó là rất là lớn nha. Đấy, đấy là những cái mà lưu ý. Còn về đồ thị kỹ thuật này thì các bạn nhìn thấy là nó có cái cây phân phối từ đây này, cái phiên phiên bán là từ đây. Đấy, phiên bán từ đây nhá. Đấy, và chúng ta thấy là cái cây xả mạnh nhất là cái chỗ này này. Đấy, bán mạnh nhất thì không biết là nhà đầu tư cá nhân hay
à, nhà đầu tư tổ chức hay gì đấy bán ở chỗ này là bán mạnh nhất. Tuy nhiên là được hấp thụ hết, đến giai đoạn này thì nó lại đang tích lũy lại thôi. Đấy, còn không biết được nó có những cái kỳ vọng đặc biệt về về cái VinFast. Cái thằng Vingroup này thì nó hoạt động của nó là rất là lớn, để các bạn hình dung ra. Các bạn hình dung ra nó rất là lớn, vì nó rất là lớn cho nên là đánh giá nó các bạn phải soi báo cáo tài chính, nó cũng khó đấy, nó không đơn giản đâu. Để soi để các bạn hình dung là nó đấy, nó một đống công ty con đấy nhá. Công ty con đấy là những công ty mà nó đều sở hữu trên 50%, 51% nha, 51% thì nó mới được gọi là công ty con đấy. Và nó rất là lớn. Cái thằng VinFast này nó đã bán, nó không còn sở hữu 100% VinFast nữa nhá, nó đã bán mất 50% rồi đấy, mất gần 50% đấy, 48,5% nhá, bán. Đấy. Nó mới thành lập thêm hai công ty này, mấy công ty này là mới đúng không? Đấy, đang sử dụng 100% vốn. Đấy, đấy là những cái thứ mà các bạn chú ý và đọc, có thể phân tích thêm trong báo cáo tài chính. Và tôi khẳng định luôn là tôi không khuyến nghị mua hay bán. Đấy, tôi chỉ cung cấp thông tin thôi, thì tôi có cái thông tin về cái cổ phiếu này thì tôi cung cấp cho quý vị và các bạn. Và trong ngày mai tôi cũng cố gắng tôi cung cấp một loạt các cái cổ phiếu mà các bạn quan tâm. Đấy, rất nhiều bạn quan tâm thì tôi sẽ cung cấp. Còn những cái cổ phiếu riêng lẻ mà chỉ có vài bạn quan tâm thôi thì các bạn nên sử dụng dịch vụ inbox cho tôi. Đấy, đúng không? Và chuyển khoản cái phí nó cũng chỉ có 100.000, thì các bạn cũng sẽ được đầy đủ cái thông số này và cái biểu đồ kỹ thuật này. Đấy, thì nó cũng là không không có cái gì gọi là ấy đâu nhá. Và cuối cùng thì chúc quý vị và các bạn buổi tối là vui vẻ và đấy, có những cái thư giãn tốt để có được cái lợi nhuận trong cái tuần tới.